Ê mà biết từ gì làm trao si đắm miệng. Từ gì vậy? Chào mọi người đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình đã hoàn thành xong cái con máy hàng sale với mức giá là 3 triệu đồng. Thì nó gồm cái cân lực. Và cái bộ máy hàn. Nhìn chi tiết khá là đơn giản. Và các hàn để nối. Đây đi. Đây là cái củ pin mà mình hàn đầu tiên. Nó khá là sáng nha mọi người. Cuối video sẽ có cái video mình hàn những cái củ pin như thế này. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái này nha. Và trên làm cái này nha. Bắt đầu thôi mọi người. Đây là lần đầu tiên mình chế máy hàn xe pin và đã thành công. Nếu các bạn có niềm đam mê thì đừng ngần ngại mà chế nha, vì chi phí nó cũng không quá đắt đâu. Và thay vì mua đồng than tốn kém thì các bạn có thể tự quấn bằng dây M35 hoặc dây M50 tầm 4 vòng rưỡi với biến áp là 800A hoặc 900A. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được cả cái dây cáp nối từ máy đến trụ hàn. Nếu các bạn muốn tiết kiệm hơn thì có thể mua tay hàn thay vì trụ hàn. Như vậy thì chi phí không quá 1 triệu 2 đâu. Sau video lần này thì mình mong sẽ chia sẻ với các bạn được một điều gì đó, dù nhỏ thôi cũng được. Và hy vọng các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới, vì kênh này mình tạo ra để chia sẻ những cái thứ mình làm được và mong là nhận được ý kiến từ các bạn về những thứ mình chưa làm được. Mình là Phúc, sinh năm 2001, ở Đắk Nông nha. Và nếu các bạn yêu thích thì cho kênh của mình một sub để mình có động lực làm video nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ thì mình sẽ làm cái đoạn dây nối từ cái máy biến áp đến trụ hàn nha. Ở đây thì mình mua cốt 50 lỗ 6 cho nên và đây là dây 75 cho nên nhét không vừa. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn này ra này để gắn vừa cái chỗ cáp M75 này, cắt chẻ đôi ra. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt. Okay.
sau khi cắt thì các bạn cạy nó ra. Đấy, cạy nó ra rồi nhớ là vo tròn đều cho đừng cho nó tưa những cái sợi dây nhỏ ra. Rồi các bạn đẩy vào, sau đó dùng cái kìm chết á, các bạn bấm cho lại là được. Cái này thì các bạn không cần hàn chì đâu. Các bạn chỉ cần bóp cho chặt là được rồi. Sau khi bóp chặt thì các bạn sẽ được cái đoạn cáp như thế này nhá. Đó, như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cuốn keo. Các bạn cuốn đơn giản thôi, cuốn từ ngoài vào trong. Các bạn cuốn phải đều nhé. Sau đó thì các bạn dùng dây, cái dây con nhiệt lớn ấy, các bạn bỏ vào, các bạn đốt lại là được, là rất là chắc chắn luôn. Cái này cuốn thì chỉ tạo cái độ nét thẩm mỹ thôi chứ. Đây, các bạn cuốn đều vào. Nhìn khá là đẹp nhé. Bây giờ mình sẽ làm với các dây còn lại. Đấy, sau khi cuốn thì mình sẽ được cái đoạn, hai cái đoạn dây như thế này. Một đoạn dài 50cm nha. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi nha mọi người. Đây, đây hàn đây. Để mình tắt. Bên trong của nó thì gồm, bên trong của nó thì như thế này. Nhìn dây rở khá là hoàng đúng không? Bạn nào mà làm máy hàn xeo pin á mà chưa nắm được cách nối dây á, hay là nối công tắc á, thì inbox với mình sẽ vẽ và gửi cho các bạn nha. Ở đây thì mình báo giá từng cái bộ phận ở trong cái con máy này. Đầu tiên là cái hộp đi. Cái hộp là mình mua với giá là 70.000. Tiếp theo là cái con biến áp này, quan trọng nhất này. Ở đây thì mình mua cái đồng thanh người ta làm sẵn á, có giá là 400.000. Cái máy biến áp 800E này mình mua ở Trời Trời là 100.000. Cái con biến áp này để cấp nguồn cho cái con timer này là 35.000. Hai cái công tắc này là 45.000. Công tắc này là chịu tải được 15A. Công tắc này hình như là 5 hay 10A nhưng mà có công trình. Cái công tắc này là dùng để cung cấp điện cho cái máy biến áp. Còn cái công tắc này là dùng để bật mở cho cái timer này. Nó có công trình để bảo vệ cái con timer này. Ở đây thì mình dùng con timer của BTA là 100 nha. Cái mặt V2 này mình mua với giá là 200.000. Cái mặt V2 này các bạn mua ở tiệm ấy, thì test ở tiệm xong mang về nha. Cái mặt BTA này là rất dễ bị lỗi. Bây giờ thì mình sẽ bật máy lên. Về phía công tắc, công tắc thì mình sẽ để cái đèn này luôn sáng nha, để biết là khi nào có điện ở trong, khi nào là có điện cung cấp cho cái máy này. Vậy thì thứ tự bật là mình sẽ bật cái công tắc cung cấp cho điện cho cái con timer trước. Tiếp theo là bật công tắc cung cấp điện cho máy biến áp. Còn thứ tự tắt là tắt timer trước, tắt máy biến áp. Thế là xong rồi mọi người. Và một cái lưu ý nữa là cái dây mà cung cấp nguồn cho cái máy hàn này thì cái dây phải là đồng trên 0.3mm nha. Phải là dây trên 0.3 ly. Các bạn mà mua nhỏ hơn là dễ bị nóng dây với dễ bị cháy dây đó. Hoặc là cục CV nữa. Bây giờ mình sẽ hàn đó. Này mới hàn đây các bạn nhé, nhìn cũng khá được. Mình đang để là 130 nha. Đây là cái mối hàn của nó cũng khá là sáng, không có đen nữa.
Đối với mình thế là ổn rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chúc mọi người thành công. Bye.